hé lộ lời nhắn lầy lội trong thiệp cưới Puka, Jin Tuấn Kiệt, Tóc Tiên cũng phải than thở khi đọc được. Những ngày gần đây, sự chú ý của công chúng không thể không đổ dồn vào thông tin xoay quanh hôn lễ của cặp đôi nghệ sĩ nổi tiếng Puka và Jin Tuấn Kiệt. Tuy nhiên, điều thu hút đặc biệt không chỉ đến từ tình yêu đẹp của họ mà còn từ tấm thiệp cưới độc đáo mà họ đã thiết kế, mang đến cho khách mời nhiều điều bất ngờ và thú vị. Tấm thiệp mời của Puka và Jin Tuấn Kiệt không giống bất kỳ thiệp cưới nào bạn từng thấy. Nó được thiết kế như một hộp quà độc đáo, với trang trí hoa sen đá và nến thơm được chăm chút tỉ mỉ. Nhưng điểm đặc biệt nhất là để biết địa điểm tổ chức đám cưới, khách mời phải dành thời gian ghép hình từ các mảnh giấy mà cặp đôi đã chuẩn bị trước. Như một lời thách thức kiên nhẫn, sau khi ghép xong bức ảnh, khách mời sẽ được đối diện với dòng chữ lầy lội, cảm ơn bạn đã xếp hình, nhưng đây không phải là thiệp. Chúng tôi làm như vậy để thử thách kiên nhẫn của bạn dành cho Jin Tu. Nếu tới đây cảm thấy cọc thì có hai cách. Một là vui lòng đọc tiếp, hai là tháo ra xếp lại, rồi tới đây chọn cách một cũng được. Quyết định chọn cách một rồi chứ gì? Thật ra thì thiệp mời chính thức nằm ở dưới đáy hộp á. Những khách mời tham dự hôn lễ của Puka và Jin Tuấn Kiệt đã phải đối mặt với sự thách thức đầy sáng tạo này và nhiều người đã phải tốn khá nhiều thời gian mới hoàn thành xong bức tranh ghép này. Ngay cả các nghệ sĩ nổi tiếng như diễn viên Huỳnh Lập và ca sĩ Tóc Tiên cũng không thể tránh khỏi sự cười ra nước mắt khi phải đối diện với thử thách này. Hôn lễ của Puka và Jin Tuấn Kiệt dự kiến sẽ diễn ra trong 3 đợt khác nhau. Buổi lễ đầu tiên sẽ được tổ chức tại Cam Ranh vào ngày 4 tháng 11, tiệc tiếp theo sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 6 tháng 11 và cuối cùng là một buổi hôn lễ ở Đồng Tháp, quê nhà của cô dâu Puka. Với danh sách khách mời đông đảo bao gồm Hoa hậu Khánh Vân, nghệ sĩ Việt Hương, ca sĩ Tóc Tiên, Duy Khánh, Nguyên Thảo, Minh Tú và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác, hôn lễ của Puka và Jin Tuấn Kiệt hứa hẹn sẽ là một sự kiện đáng nhớ và đầy ấn tượng.